Vì theo quan niệm của Phật giáo Nam truyền thì chúng ta có ba cái loại phước. Để nương nhờ. Cái phước thứ nhất gọi là phước vật, là nói về tài sản vật chất. Đó cũng là một loại phước. Mà cái nhân có được cái phước này là cái nhân bố thí cúng cũng dược. Cái loại phước thứ hai tức là phước đức, là nói đến cái sắc tướng, màu da, tuổi thọ, sức khỏe, quyến thuộc, bạn bè. Những người mà đầy đủ những cái điều mà chúng tôi vừa nói đó, là những người này được gọi là có phước, phước đức. Mà cái nhân mà phát sanh phước đức á, thì Đức Phật dạy đó là chúng ta phải tu giới. Như ngày hôm nay quý vị đến đây, chúng ta tu tập một ngày bát quan, trai giới, thọ trì những cái giới pháp mà Thượng Tọa trụ trì đã trao truyền. Đây là một cái nhân lành để giúp cho chúng ta đầy đủ được cái phước đức. Ngoài tu giới ra, chúng ta còn phải trao dồi tứ vô lượng tâm, tức là tâm từ vô lượng, tâm bi vô lượng, tâm hỷ vô lượng và tâm xả vô lượng. Nghĩa là chúng ta phải, cái tâm mà nó rộng lớn, cái chữ vô lượng là rộng lớn, nó bao trùm cùng khắp, chứ nó không có giới hạn. Mình thì cũng có tâm từ bi, nhưng mà khổ một cái là cái từ bi của mình nó còn giới hạn. Ví dụ trong gia đình, quyến thuộc, bạn bè. Chứ ngoài ra gia đình, quyến thuộc, bạn bè chúng ta ít có tâm từ bi. Hoặc là chúng ta chỉ thương loài người mà không thương loài thú, hoặc là loài thú có loài mình thương, có loài mình không thương. Thì cái tâm từ không phải như vậy. Chúng ta hiểu cái tâm từ nó đơn giản á, là cái lòng mình đừng có sân si. Đó là một cái định nghĩa tâm từ. Nhiều khi mình thương người này rồi mình giận hờn sân si thì như vậy là không phải tâm từ. Từ là tâm chẳng sân si. Cái gì nhớ? Ai mà hay sân si là người đó không có tâm từ. Sân si ở đây chúng ta hiểu nó có hai nghĩa. Một là nghĩa thô, hai là nghĩa tế. Thô là gì? Là khi giận lên rồi tía mặt mày, tía tai, rồi giận hờn, chửi mắng, la ó, hành động bất thiện, thì cái người đó gọi là sân thô. Nhưng mà còn cái sân thế, tức là cái trạng thái tâm khó chịu, bực mình ở trong lòng, cũng là sân. Như vậy người nào mà hay có cái tâm khó chịu, bực mình trong lòng, thì cái người đó không có tâm từ. Cho nên có một cái nghệ thuật nho nhỏ để chỉ cho quý vị. Muốn hết khó chịu, chúng ta phải chịu khó. Chịu khó đây lại là mình tu. Từ là tâm chẳng sân si. Bi là thương hết, không bì một ai. Tâm bi là khi thấy người khác họ đau khổ mình thương, nhưng mà phải thương hết, không có bì nghe. Không phải là con mình hay con người, hay là con mình hay con người khác, hay là bạn mình hay là thân hay sơ, thù hay bạn, vân vân, không có phân biệt. Bi là thương hết, không bì một ai. Hỷ là vui vẻ hòa hài. Cái niềm vui này nó phải hòa hài nữa. Xả là xóa hết đắng cay vui buồn. Ngày xưa thì mình bỏ cái buồn mình giữ cái vui. Nhưng hôm nay mình biết cái vui này nó sẽ có cái buồn, theo cái vui cuộc đời. Như là cái nhân mà phát sanh phước đức nó có hai, là phải tu giới và phải tu tứ vô lượng, lượng tâm. Và cái nhân mà phát sanh phước trí ấy, là nghe kinh thính pháp, phải văn kinh thính pháp. Cho nên ngày hôm nay quý vị đến đây, ngoài tu giới ra chúng ta còn có một cái buổi giảng được gọi là nghe kinh thính pháp. Thì cái nhân mà phát sanh phước trí, đời sau sanh ra mình có trí tuệ. Ở trong kinh nói những người mà hay làm phước, bố thí cúng dường mà không chịu nghe pháp, đời sau sanh ra giàu có nhưng mà hơi bị ngu. Có những người mà chỉ biết nghe kinh thính pháp không, mà không chịu bố thí cúng dường, đời sau sanh ra có trí tuệ nhưng mà hơi bị nghèo.
Chính vì vậy mà chúng tôi mới nói rằng là hôm nay chúng tôi lên đây ngoài mục đích là giúp cho quý vị tăng thêm niềm tỉnh tính nơi Tam Bảo, thứ hai là cho quý vị học tròn công đức, tức là tài thí lẫn pháp, pháp thí. Quý vị biết cái thí pháp á, là cái người nói pháp cũng là một cái hình thức thí pháp, nhưng mà cái người nghe pháp cũng là một hình thức thí pháp. Nếu không có quý vị chúng ta làm sao chúng tôi nói, không có người nghe làm sao có người nói, phải không? Cho nên trong kinh dạy rằng là hãy nói năng như chánh pháp, nhưng mà yên lặng cũng như chánh pháp. Cái người mà ngồi yên lặng mà tư duy về pháp, suy nghĩ về pháp, không có bị các cái dục tầm, sân tầm, hại tầm, những cái phiền não nó quấy rối, thì cái người đó mới gọi là im lặng như chánh pháp. Mà giờ phút này chúng ta đang yên lặng trong chánh pháp. Còn ngoài khi chúng ta nghe pháp ra, chúng ta cũng yên lặng, nhưng mà chúng ta yên lặng trong phiền não, yên lặng trong tham sân si. Còn bây giờ chúng ta đang yên lặng trong cái tâm nhẹ nhàng, thánh thoát, an lạc khi chúng ta nghe pháp. Cho nên tất cả chúng ta hôm nay là những cái người đang thí pháp, tức là người nghe cũng như người nói. Mà nếu nói cho rõ hơn á, thì thật sự cái người nghe đáng khen hơn người nói. Tại vì nó có một câu nói như thế này, không biết quý vị thấy có đúng không nha. Người ta nói một người nói giỏi không bằng một người giỏi lắng nghe. Mà ở đây chúng ta không phải là một người giỏi lắng nghe đâu, mà mấy trăm người giỏi lắng nghe. Giỏi lắng nghe là sao? Tức là chúng ta phải có sự chú ý tập trung lắng nghe những cái lời chúng tôi giảng để quý vị lãnh hội, thì như vậy mới gọi là giỏi lắng nghe. Ngồi ở đây mà cái tinh thần suy nghĩ nó ở đâu đó thì không phải là người giỏi lắng nghe. Như vậy kính thưa quý vị, không ngoài mục đích là chúng tôi giúp cho đạo tràng chúng ta được tăng thêm niềm tin trong sạch tính thành ở Tam Bảo, là một trong những cái thánh sản. Đức tin là một cái thánh sản, là hạt giống để mà nảy mầm ra bao nhiêu cái việc lành. Và thứ hai là giúp cho quý vị được vẹn tròn phần công đức, tức là đến chùa chúng ta hưởng được hai cái loại phước đức, đó là phước vật và phước trí. Và chúng ta tu luôn cái phước đức. Ba cái loại phước này là nâng đỡ chúng sanh. Và lại nữa, kính thưa quý vị, người ta nói rằng là phước là tài sản mà không ai cướp đoạt được. Những cái loại tài sản khác người ta cướp đoạt được, nhưng mà công đức thì không cướp đoạt được. Vì vậy mới có câu rằng là sự tu quý báu hơn vàng, giúp người vượt khỏi muôn ngàn khổ đau. Bạc vàng sẽ bị tiêu hao, tu hành phước đức chẳng bao giờ mòn. Phước ti không thấy mà còn, tài ti thấy đó mà mòn không hay. Vỗ tay cái nữa lấy hên đi. Rồi trở lại cái đề tài chính mà ngày hôm nay chúng tôi đã giới thiệu, là hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị có hai cái niềm vui. Niềm vui thứ nhất là gì nè? Niềm vui chánh pháp. Niềm vui thứ hai là niềm vui gì? Niềm vui cuộc đời. Phải tập trung nghe. Nhiều khi thuyết pháp người ta hỏi nữa, mới khen là cái người nói không giỏi bằng người nghe, mà người nghe giỏi ẹt cho nó không được. Phải không? Mới giới thiệu đây rồi quên mất tiêu rồi. Hôm nay chúng ta nghe một cái bài pháp có tựa đề là niềm vui chánh pháp và niềm vui cuộc đời. Tức là chúng ta có thể hiểu rằng nó có hai cái niềm vui. Theo như trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy rằng là một đàn hạnh phúc thế gian, một đàn hạnh phúc niết bàn thoát ly. Hỡi này nghiệp chướng mê si, tránh ra ta chọn đường đi niết bàn. Qua con kinh Pháp Cú này, nó phân rõ chúng ta có hai cái niềm vui rất là rõ. Một là niềm vui chánh pháp. Hai là niềm vui cuộc đời. Mà quý vị nhớ, cái niềm vui chánh pháp á, là cái niềm vui vĩnh cửu. Cái sự an lạc này nó không có mất. Còn niềm vui cuộc đời, vui đó mà buồn đó. Thấy vui như vậy, nhưng mà trong vui nó có buồn. Có vui thì sẽ có buồn đó. Có sướng, có khổ, vô thường người ơi.
Vì cái pháp vô thường của thế gian cho nên nó làm cái niềm vui của thế gian á, nó không có được lâu dài, bền vững. Hả hê mấy đó thì u phiền đâu đây. Cho nên có hai cái niềm vui trong cuộc đời này. Một là niềm vui chánh, chánh pháp. Hai là niềm vui của cuộc đời. Niềm vui chánh pháp là vui với đạo, mới gọi là niềm vui chánh, chánh pháp. Cho nên chúng tôi có bốn câu nói như thế này: không có cái bằng nào bằng cái bằng lòng. Bằng lòng với những gì mình đang có, đó là một cái hạnh, hạnh phúc. Và không có cái biết nào bằng cái biết đủ. Ông kia cái gì cũng biết, có một cái biết không biết đủ là cũng khổ. Không biết đủ nó cứ dày vò mình hoài. Và không có cái vui nào bằng cái vui, vui đạo. Và cũng không có cái buồn nào bằng cái buồn ngủ. Tại sao chúng tôi nói không có cái vui nào bằng cái vui đạo? Vui mà vui đạo mới là vui. Vui mà không đạo chôn vùi thế nhân. Cái niềm vui mà không có chánh pháp á, thì nó sẽ xuất hiện cái khổ. Tức là có vui sẽ có buồn đó. Có sướng có khổ vô thường người ơi. Tức cái niềm vui đó nó đã có cái mầm đau khổ phía sau rồi. Chỉ có vui đạo thì mới là vui nghe. Vui mà không đạo chôn vùi thế nhân. Cho nên nó có cái câu thơ như thế này: kể cả cái việc mà vui trong tình yêu. Tình yêu đây không phải nói tình yêu nam nữ, mà tình yêu muôn loài. Chúng tôi yêu canh, yêu cây, yêu kiển, yêu hoa, yêu lá, yêu tùm lum. Nhưng mà cái tình yêu đó nếu không có đạo là cũng khổ. Tình yêu hai tiếng ngọt lành như trái cây chín trên cành nâng niu. Tình yêu say đắm bao nhiêu nếu không có pháp như diều đứt dây. Đó. Câu đầu tiên vô là con đường đi tu đây dù mưa gió bão bùng. Ông mưa gió bão bùng liền. Quý vị dưới kia nghe rõ không? Trời cảm ơn quý vị. Ông trời mưa nhỏ nhỏ thôi, mưa để minh họa thôi, chứ đừng mưa lớn người ta nghe không được. Như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ có hai cái niềm vui. Một là niềm vui chánh pháp. Là chúng tôi đang muốn nói cái niềm vui với đạo, với đạo đức á, với những lời dạy của Đức Phật. Mà trong cuộc sống này nếu mà chúng ta chọn cái niềm vui với chánh pháp, là niềm vui với đạo đức á, là niềm vui với cái nhân lành, thì cái niềm vui này nó an lạc. Còn cái niềm vui cuộc đời là cái niềm vui này nghe cái tên không thấy đã khổ rồi. Thấy vui đó nhưng mà khổ đó. Cái niềm vui đó nó không có bền vững, nó không có lâu dài, nó nhất thời lắm. Cho nên hôm nay chúng tôi mong quý vị nghe rõ cái bài giảng này để chúng ta chọn cái niềm vui, vui nào. Thí dụ người ta có câu thơ như thế này: xuất gia, xuất giá cũng đồng đi, hai nẻo khác nhau mới lạ kỳ. Một nẻo hướng về chân cực lạc, mà đường đời đưa đến chốn sầu bi. Đó. Như vậy thì cái nẻo mà về nẻo đạo đó thì mới gọi là chân cực, cực lạc. Và cái đường đời á, ngoài kia đó là chỗ đó là đau thương, sầu bi, khổ, u não. Vì vậy mới có một câu rằng là đường thế mịt mù, trăm năm đầy tội, mà cửa thiền thanh tịnh, muôn kiếp nên duyên. Chọn con đường nào mà đi? Con đường đạo hay con đường đời? Con đường đạo. Bây giờ nghe, chọn con đường đạo là sao? Thưa với quý vị, con đường đạo tức là con đường sống với thiện, thiện pháp. Đạo Phật là đạo hướng. Hướng gì? Hướng ác hay hướng thiện? Hướng thiện. Nghe phải tập trung vô, hỏi trả lời liền chứ không có lần sần. Sáng ăn sáng chưa? Ăn rồi phải mạnh, đừng có như người mà chưa ăn sáng yếu xìu. Thấy không? Xe đổ xăng vô rồi thì phải chạy trên mặt. Mấy người kia ta chưa ăn sáng, ta yếu xìu đâu chi, mình ăn sáng rồi. Ha? Rồi niệm Phật rồi, sinh giới rồi. Ha? Rồi bây giờ ngồi nghe pháp phải mạnh lên. Đó. Như vậy thì đạo Phật là đạo hướng, hướng thiện,
cái gì thiện thì mình làm, cái gì ác dứt khoát không làm, cho tiền cũng không làm, ngu sao làm. Bởi vì làm ác nó khổ hay vui? Khổ. Đơn giản vậy thôi. Đạo Phật là chủ trương nhân quả, nghiệp báo. Hãy nhân lành thì cho quả gì? Quả lành. Nhân ác thì cho quả gì? Quả khổ. Quý vị biết mình tu theo đạo Phật thì cái tôn chỉ, hiểu cái tôn chỉ không? Là cái đường lối chính của đạo Phật là gì? Lãnh ác làm lành. Cái câu tôn chỉ của đạo Phật mà chúng tôi nghĩ các Phật tử chúng ta học Phật tu Phật phải biết đó là gì? Sabba bassa akaranang kusalasa upasambada sa citta dabbayo tapanang e tam buddha nasa sanang. Hiểu gì không? Không. Tiếng Bali sao hiểu? Bây giờ nghe nghe tiếng Việt cho nó hiểu. Nghĩa là gì? Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Nói cho rõ luôn, dễ hiểu. Tránh xa việc ác chớ hành, gắn công tu tập, hạnh lành noi theo, giữ gìn tâm ý trong veo, lời xưa chư Phật nhớ gieo ngọc vàng. Tức là không làm các việc ác theo cái chủ trương của đạo Phật. Cái tôn chỉ là không cho chúng ta làm ác. Không làm ác là làm cái gì? Là từ thân, từ khẩu, từ ý. Nhớ chưa? Thân không có được sát, sát sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm. Đây là năm cái tội của ba cái tội của thân. Khẩu là sao? Không nói gì? Không nói dối. Đó, mạnh lên. Không nói gì nữa? Cái gì? Không nghe, trời mưa quá không nghe. Không nói dối, không nói lời độc ác. Hiểu lời độc ác không? Độc ác ở đây là sao? Chửi rủa, hay quá. Không có chửi, người tu không có chửi. Tu hành rồi hả? Không có chơi cái vụ chửi. Phật có chửi ai không? Không có chửi ai hết. Mình xưng là mình là Phật tử, đúng không? Phật tử là gì? Con Phật, hay quá. Nay ta xưng con Phật hoài, phải làm giống Phật, chớ sai tội nhiều. Thân không trộm cắp làm liều, miệng không nói dối đặt điều điêu ngoa. Ý không tham ác sân tà, chuyển xây ba nghiệp thật là thanh cao. Cho dù tám gió thổi vào, tâm ta không động tự hào sắc son. Phật tử nghĩa là Phật con mà giống bố thì còn gì hơn. Bây giờ mới vỗ tay. Bên B này như hơi sung, chưa hết vỗ tay rồi. Vỗ tay khích lệ á, vỗ tay khuyến mãi. Ha. Cho nên bây giờ mình hướng thiện là gì? Là không làm cái việc ác từ thân, từ khẩu. Khẩu không nói dối, không nói lời độc ác, không nói lời là gì? Là đâm thọc, là hai lưỡi đó, chia rẽ đó. Và không nói lời vô, dù ít. Người tu mình á, cái lời nói nó phải có ít mới nói. Nhiều khi mình nói lời vô ích không nên nói. Nói nó không mang đến lợi lạc, mà nó mang đến phiền não. Mà ngộ một cái quý vị biết không? Cái tỷ lệ thuận của cái nghiệp báo nó ngộ lắm. Cứ càng phiền não thì càng nói nhiều, mà càng nói nhiều thì càng phiền não. Nó cứ vậy mà tăng lên. Cho nên dứt khoát bây giờ mình không có nói nhiều, nói ít. Ít nói, miệng nên ít nói, tự nhiên ít quả. Cái gì đáng nói thì nói nha. Miệng mình nói lung tung hết trơn á, mà miệng mình nó gây khẩu nghiệp dữ lắm. Miệng gây núi nghiệp biết ngày nào tan. Cái miệng mình nó gây nghiệp như một cái núi vậy đó, biết ngày nào mà tan. Cho nên ta nói tu cái khẩu nghiệp là tu được nửa đường rồi. Tại thân với khẩu, mình tu cái khẩu nghiệp nhiều khi nó khó ăn tu cái thân. Cho nên dứt khoát là không nói lời, im lặng như chánh pháp mà nói năng như chánh chánh pháp. Đó là thân ha.
khẩu, rồi bây giờ ý. Ý là gì? Ý là không có tham, không có tham ác, không có sân ác và không có tà kiến ác. Thân tam khẩu tứ ý, ý tam. Thân là ba, khẩu là bốn, mà ý là ba. Ba điều gì? Là không có tham ác, sân ác, tà kiến ác. Hiểu tham ác, sân ác, tà kiến ác không? Tham thì ai cũng tham, thấy không nè? Mình là còn phàm phu thì ai cũng tham. Nhưng mà dứt khoát không vì lòng tham mà làm ác. Mình phải khác hơn cái người không phải là Phật tử ở chỗ đó. Cái người không phải là Phật tử á, họ chỉ làm theo những gì họ thích thôi. Họ không có khe là tội hay là phước, hiểu không? Họ thích là họ làm. Còn mình là cái người Phật tử thì mình làm những cái điều vừa thấy cần mà vừa thấy thích nữa mới được. Thí dụ đi chùa tu vui không? Vui. Thích không? Mà cần không? Cần. Kiếp người mà không tu uổng lắm. Không tu quý vị thấy uổng không? Uổng. Làm người mà không tu là uổng. Bởi vì cái kiếp làm người là dễ tu nhất. Quý vị nghe lời chúng tôi thử dòm lên từ trên trời xuống dưới đất đi. Có cái cõi nào mà nó dễ tu như cõi người không? Cõi người là dễ tu nhất. Bây giờ sanh lên chư thiên á, trên trời đánh xuống quá cũng khó tu. Xuống quá lo hưởng không. Mà sanh xuống bốn cõi khổ á, khổ quá sao tu. Bây giờ quý vị sanh xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Ở dưới có chùa tu không? Có không? Trời ơi, Thượng Tọa trụ trì ở đây mà ông có từ bi cỡ nào nữa, ông cũng dám xuống dưới mà xây chùa cho quý vị tu. Mà nếu mà Thượng Tọa có từ bi xuống dưới xây chùa cũng ai tu, hiểu không? Chúng ta đang nói là cái cõi người nó dễ tu nhất mà mình không chịu tu, đúng không? Kiếp người là cái kiếp dễ tu nhất mà nó dễ thấy rõ cái lời Phật dạy nhất. Như vậy Đức Phật Ngài mới ra đời ở trên cõi người. Chứ nếu mà trên chư thiên mà dễ tu, Ngài lên chư thiên Ngài ra đời trên đó cho phép, hiểu không? Rồi hoặc là ở dưới địa ngục ngạ quỷ ra bốn cõi khổ, ở dưới ta khổ dữ lắm, xuống dưới cứu người ta mà ở dưới khổ một cái là khó tu. Ở đây còn có Phật tử đến chùa tu chứ dưới mở cái chùa ra cho cũng ai tới. Họ khổ quá làm sao họ tu được, đúng không? Cõi người này mà nếu nhiều người khổ quá cũng không có điều kiện để mà tu. Mình là may mắn lắm sanh được làm người, mà là người lại có chánh kiến nữa. Cho nên nó phải nguyện rằng là xin cho con mãi mãi, dù sanh về nơi đâu, đều gặp pháp nhiệm màu để nương theo tu tập. Đường nào mình cũng sanh ra kiếp nào, nhưng mà kiếp người là dễ tu nhất. Không biết đợi kiếp nào mà tu nữa. Kiếp người nó ngắn ngủi, nó thấy được phù du, nó giả tạm, nó vô thường. Sống nay chết mai, mới đầu sanh đó đầu bạc, mới có đó rồi không, vân vân và vân vân. Mà mình còn chưa chịu tu nữa, không biết ở cái cõi nào mình tu đây. Mà cõi này thì chùa chiền quá trời, là mình còn không chịu tu. Như vậy ở đây kính thưa quý vị là tham, nhưng mà mình không có tham ác. Nhớ nghe, đừng vì lòng tham mà làm ác. Bây giờ mình có muốn ăn sung mặc sướng không? Muốn. Muốn có đủ thứ không? Muốn. Nhưng mà không vì cái muốn đó mà mình gây hại cho chúng sanh. Đó là không đúng với cái tinh thần chủ trương của đạo Phật. Rồi sân thì ai không sân? Chúng ta là phàm phu, phải không nè? Sân thì ai cũng còn. Định nghĩa cái sân là cái sự bất tội nguyện của tâm. Cái tâm mà mình không thấy vừa ý đã là sân rồi đó. Còn mà phùng mang trợn má, chửi mắng người này, chửi mắng người nọ thì cái sân đó là sân ác rồi. Thì bây giờ, kính thưa quý vị, mình sân, mình biết mình sân để cho khỏi phải thành cái sân ác. Tà kiến là gì? Tà kiến là một cái sự hiểu sai, không có đúng với chánh pháp, không có nằm trên cái đạo lộ giải thoát diệt trừ phiền não. Mà chúng ta thì còn tà kiến, nhưng mà những cái tà kiến ác dứt khoát chúng ta phải bỏ. Tà kiến ác là sao? Ví dụ như những cái chuyện mà cúng quải mà có sát sanh thì dứt khoát mình không làm. Một cái quan niệm, một cái tập tục mà nó dính dáng đến cái sát sanh hại vật là dứt khoát mình không làm. Cái tà kiến đó gọi là tà kiến ác.
Còn mình thì có những cái tà kiến mà nó không ác. Vì mình phàm phu, mình còn phải tà kiến, mình còn phải có những cái chuyện này chuyện nọ, nhưng mà dứt khoát cái ác là mình không làm. Cho nên người tu nó khác hơn người không tu ở chỗ đó. Có nhiều người nói sư ơi con tu con thiệt thòi, con tu con thiệt thòi, ra đường thì nhịn là nhục. Có gì thấy có nhục không? Đó, người tu mình lại vậy đó. Người tu mình phải thấy khác hơn người không tu. Người ta nói một câu là người tu dù gặp chuyện xui cũng không nản chí thối lui bởi vì người tu thấy được những gì người thường không thấy bởi vì không tu. Đúng không quý vị? Đó, mình phải thể hiện được cái người tu nó phải khác hơn người không không tu. Chứ bây giờ mình vô đây mình tu mỗi tháng một lần, tu nay 3-4 năm rồi mà nó y chang như người không tu vậy. Như vậy thì thôi, đâu có khác gì đâu. Mình phải thể hiện khác với cái người không không tu. Như vậy thì cái chuyện tham, sân hay tà kiến là cái chuyện đương nhiên của người vô văn phàm phu như chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải nhớ, phải tránh đừng có tham ác, sân ác, tà kiến ác. Tham sân thì cứ tham sân, cái chuyện đó là chuyện phàm phu chúng sinh mình. Cho nên trong đạo mới có một câu rằng là đừng sợ tham sân sanh khởi, mình chỉ sợ mình không biết đó là tham là sân mà thôi. Đức Phật ngày dạy là chúng ta hãy sống với sự tỉnh, tỉnh thức. Tham, biết mình tham là đang tu đó. Sợ nhất mà tham mà không biết mình tham mới ghê. Giống như người làm lỗi mà không biết mình làm lỗi thì muôn đời không bao giờ sửa lỗi. Người ta nói mà cãi không à. Còn cái người làm lỗi thì ai cũng có. Nhưng mà khi người ta nhắc hoặc là tự người đó biết đó là làm lỗi thì đó là chúng ta đang gì? Đang tu. Tu là sửa, mình biết lỗi mình mới sửa. Thấy không nè? Còn không biết lỗi có sửa không? Trời ơi, sợ nhất là cái người mà làm lỗi mà không biết lỗi đó. Mà mình nói mà còn cãi nữa. Cãi dữ lắm. Cái người này mà vào chùa mà tu nghe, đặt cho họ cái pháp danh là Thích Cãi Thầy. Có chưa? Ở đây có ai có? Có ai có pháp danh chưa? Đừng để bây giờ có pháp danh đó nghe. Trời ơi, nghe cái pháp danh đó là lạnh người rồi. Đúng pháp danh gì ghê gớm, Thích Cãi Thầy. Trời ơi, nghe cái là ta biết là thứ nào rồi. Cho nên dứt khoát là không có cãi. Người tham, sân, tà kiến, chúng ta là phàm phu thì vẫn có. Nhưng mà nhớ dùm sư là đừng có tham ác, sân ác, tà kiến ác. Đạo Phật là đạo tránh xa các việc, việc ác. Thì từ thân, từ khẩu, từ ý. Bây giờ tiếp là gì? Làm các việc lành. Làm các việc lành là gì nè? Ở đây theo như tinh thần của Phật giáo Năm Tông Nguyên Thủy thì có 10 cái hạnh lành mà người Phật tử cần phải tôn tạo. Ngoài chúng ta tam quy, ngũ giới, bát giới ra, chúng ta còn phải thực hiện 10 cái hạnh lành này nữa. Chúng tôi kể ra nghe. Thứ nhất là gì? Bố thí, trì giới, tham thiền, cung kính, phục vụ, thính pháp, thiết pháp, hồi hướng, tùy hỷ và cải thiện tri kiến. Đây là 10 cái hạnh lành chúng ta cần phải nhớ và cần phải tôn tạo mỗi ngày trong cái kiếp người này. Chỉ có kiếp người chúng ta mới làm được quý vị. Bây giờ quý vị thí dụ nghe, quý vị hạnh bố thí đi. Ở dưới cõi khổ quý vị làm được không? 4 đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, sanh ra, mình tu cái hạnh bố thí được không? Không. Ở dưới có đầu chó, mình cũng khổ như họ, nằm chung một cái chảo dầu. Cho cái gì? Thường mình có mới cho chứ, không có sao cho? Thấy không nè? Sanh làm súc sanh cũng khó làm lắm. Ngạ quỷ hay đói triền miên cũng không làm được. Atula lúc nào cũng sân si hết trơn, làm sao mà cho? Sao mà hạnh bố thí được? Còn nếu sanh lên cõi trời làm được nhưng mà cũng khó. Lý do ai cũng giàu hết, ai cũng hưởng phước hết, mình cho họ có nhận không? Nhiều khi nó hiểu lầm nữa. Ví dụ như bây giờ người giàu mình đến mình cầm 10 ngàn mình bố thí cho họ, chết à.
Thấy không nè? Cỡ những người mà họ có tiền tỷ mình cầm 100 ngàn cho họ, họ cũng lắc đầu nữa. Mà không khéo nữa mình cũng dám cho. Quý vị dám cầm 100 ngàn cho 1 tỷ phú không? Cho không? Không. Thì trên chư thiên vậy đó. Nó giàu quá trời rồi, làm sao mà hành được? Thì chỉ có kiếp, kiếp người này nè, thì mới có người giàu, người nghèo, người mạnh, người yếu, vân vân và vân vân. Thì chúng ta mới hạnh được cái hạnh bố. Như vậy 10 cái hạnh lành này, thứ nhất là gì nè? Bố, bố thị. Thứ hai là gì? Giữ giới. Hôm nay quý vị đến đây tu tập một ngày bát quan trai giới thì chúng ta đang hành cái hạnh thứ hai. Ha. Rồi tham thiền, hồi nãy ráng được 5 phút. Kệ, có còn hơn không? Ha, thiền. 5 phút mà thấy ngó tùm lum hết. Ngó mấy chục năm nay rồi kêu ngồi 5 phút mà ngồi yên cũng được. Có nhiều người thắc mắc đó, thưa sư, tại sao ngồi thiền phải ngồi yên? Con khó ngồi yên lắm, con phải nhúc nhích rồi. Đối với quý vị, tại sao mình ngồi thiền mình phải ngồi yên? Ai trả lời trúng có thưởng. Ai mà thông minh đó, trả lời cho trúng. Nghĩa đen và nghĩa bóng luôn. Chúng ta ngồi thiền phải ngồi yên là tại sao biết không? Mình phải ngồi yên để thấy cái không yên của mình. Có hiểu không vậy mà im ru không? Mình phải ngồi yên thì mình mới thấy được cái động của mình. Mình phải tỉnh lại, cái động nó mới nhúc nhích. Mình động dữ lắm, ngày mình động quá mình không thấy cái động của mình. Mình lăn xăng không bao giờ mình thấy mình lăn xăng. Mà mình ngồi yên lại thì mới thấy được cái lăn xăng của mình. Hiểu chưa? Cho nên buộc lòng ngồi thiền thì phải ngồi yên để thấy được cái không yên. Đó, hồi nãy như chúng tôi nói vậy đó, mình tu theo các pháp ngược không à. Đạo Phật là đạo với đời nó ngược. Ha. Đời thì nó không yên, còn đạo thì nó yên. Ha. Rồi đời thì nó khó chịu, thấy không? Còn đạo thì phải chịu khó. Muốn hết khó chịu thì phải chịu khó. Ha. Đời thì sao? Đời thì sỉ vả bung dao, còn đạo thì hỷ xả bao dung. Đó, mình phải tu như vậy đó. Con đường đời và con đường đạo nó ngược nhau, ngược dòng và xuôi dòng. Ha. Đi về phía ánh sáng thì bóng tối tự tiêu tan. Ánh sáng là đường đạo, mà bóng tối là đường đời. Ha. Đi về phía ánh sáng, bóng tối tự tiêu tan. Đi về phía bình an, khổ đau tự biến mất. Đi về phía được mất, lòng liền bị hẹp đi. Đi về phía từ bi, tâm tự nhiên rộng lớn. Đi về phía thiệt hơn, đời gập ghềnh lên xuống. Đi về phía ham muốn, phiền não khắc tự sinh. Đi về phía an bình, muộn phiền tự nhỏ lại. Đi về phía tự tại, chướng ngại tự qua nhanh. Đi về phía thiện lành, tham sân si vô hiệu. Đi về phía thấu hiểu, lòng tự khắc bao dung chứ không có bung dao. Tức là hôm nay chúng tôi giới thiệu với quý vị là hai con đường, một con đường đời và một con đường đạo, để mình chọn mà mình đi. Đi con đường đạo là sao nè? Hỷ xả bao dung. Đọc theo, hỷ xả bao dung là con đường đạo. Còn đường đời là gì? Sỉ vả bung dao. Con đường đó con đường gì? Con đường gì? Cần phải tránh xa. Không có cái vụ mà người tu mà đứng đó mà phùng mang cỡ